Rồi, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay là mình quay về giới thiệu với anh em một cái cây mai rất là độc đáo nha. Đây, cây mai giếng trời đây. Nó có những cái rễ ở đây các bạn. Thấy bộ đế nó quá dị chưa? Ở giữa nó có một cái lỗ, gọi là cổng trời đó. Đó. Lỗ này thì to. Rễ này, rễ nó đi quấn theo những cái rễ lớn này. Rễ nhỏ nó bám theo. Cái mày rất là quá dị nghệ thuật nha. Rồi rất khỏe nha các bạn. Rồi nó xù và da mê rồi các bạn ơi. Cái mai này dáng bay. Lúc trước là mình có quay video trên cái trang YouTube của mình rồi. Hôm nay là bữa mình vô phân, giờ nó đứng lé hết rồi. Bắt đầu làm búp rất là sai. Búp đây các bạn. Đó. Búp nhiều không? Trong những cái kệ lá này nó có những cái búp này. Đó các bạn. Đó. Búp rất khỏe nha, rất lớn. Nói chung cây mai này là Tết nay là chơi là vô tư rồi. Điểm đặc biệt của nó là nằm ở bộ đế này. Rất là độc lạ. Các bạn. Có những cái nốt sần này, mình lấy nét cho các bạn xem. Nốt sần u bướu này. Đế trái nghệ thuật già. Có một cái dáng bay rất đẹp. Nói chung cây này thì thuộc thạo hết rồi, tay cành này nhuyễn, không còn phải cầm dây đi nọc rồi gì hết đó. Cây này là cây thuộc cốt nè. Cái đây cái ring nha các bạn, điều đặc biệt của nó là cái ring cốt này các bạn. Để mình quay cái đường cốt cho các bạn xem. Đó, nó hơi thiếu sáng ha. Thân đây các bạn, thân già cỗi ha. Anh em nào thích cái cây mai quá dị độc lạ như thế này thì tí mình đưa số điện thoại các bạn liên hệ nha. Đấy, đớ đây các bạn, đớ lớn nha. Đớ lớn, chiều cao bộ đớ này là 22 phân. Đây, gang tay mình đây các bạn, cầm không hết nè. Phía bên kia nữa có cái cổng trời đây, cái giếng trời đây. Tàn bay của nó lên là 60 á, độ rộng tán cũng là 60 luôn. Thân cành thì rất lắc lượng uyển chuyển nha. Đó anh em xem cho kỹ. Chung cây này dưới là nó to, lên trên là nó vót ngọn rất đẹp. Nó đi đường đi rất là dễ dắt nha, không có bị đơ cành, đơ thân. Cây già lắm rồi. Anh em thích cái mai dáng bay thì liên hệ mình nha, để mà sở hữu cái mai này. Hoa, mặt hoa của nó thì hôm bữa mình có quay video rồi, các bạn xem lại. Rồi, chào các bạn.